Xin chào mọi người, hôm nay có đi giao hàng một bộ cửa quách cho thiết bị chủ đoàn ở Vĩnh Niệm, Hải Phòng. Bây giờ đang khui ra để cho chủ kiểm tra. Đây là cái chuyện tình cửa hàng của này. Thì đọc qua đi luôn. Đây là chúng tôi chọn được bộ màu nâu, màu nâu, búp và màu nâu màu vàng. Đây là năm tiếp theo. Bên ngoài là bên đây bên quách, bên ngoài là quách, bên trong là tiểu. Hàng này đổ bằng áp thủy lực. Nó lên thành xứ rồi thì nó không phải là ốm nữa. Cái này nó là xứ. Xứ này thì chú để thoải mái, không bao giờ sợ là tấn nước. Còn gồm chắc đâu nặng lắm. Cái bỏ giấy ra chứ. Cái này là hai, cái này vào đấy phải hơn 80 cân đấy. Gần 100 cân. Hơn 7 nó vào tầm 80 cân một chút. Yeah, cho vào chèn lại chú. Này trở về quê đó con Cung Thụy cơ. Đẹp tay mà. Đây nha, chủ gõ âm thanh này. Đấy, để nó không bị đập, không bị vỡ, và nó âm thanh như thế này. Như là tất cả mảng nó đều có sự kết dính với nhau, thì nó sẽ có âm thanh như vậy. Nhưng mà bây giờ, cái này là cái gì đấy? Mã đúng là trung bộ của cháu. Bởi vì làm một lần ra rất là nhiều, không mỗi một bộ thì mới ra một cái nắp thì nó mới khít được. Bây giờ mà lệch cái là nó không khít nắp. Cái này ra cô chơi xem kiểm tra cái này. Nặng đấy. Đây chú lên là hơi nặng đấy. Chú không lên được. Chú có bám lên đâu, thôi khá nhạy có lên đâu này anh đánh bê cho. Thật nhá. Cái này là nước nó vào nó không bị cái này thì để thoải mái vì đằng nào mình chôn xuống dưới mà. Thì bao giờ cô lấy lên. Nó vào không vào ai. Và bao giờ cô lấy lên. Đã chuyển sang cái này là bên ở trong đấy rồi. Đây là chú Loan trên phía mạng chú cái sở mà đến bà mua rồi bà mua trước mua rồi bà mua mấy cái chú xem trên mạng xong rồi chú đúng rồi đấy chú xem trên mạng đấy chú chả phải đi đâu cả chú cứ ở nhà chú gõ đi mua rồi bây giờ nó tiện là cái ừ, có cái uy tín thì là ok thôi. Em bảo cô là chuyển 1 triệu, cô bảo không phải chuyển. Cô mua cái này là cái tâm linh, làm sao phải chuyển. Cứ đẹp là cô ấy thôi, có gì đâu. Tránh như kiểu lừa đảo, sao bắt chuyện đấy. Cô chú thì ừ, cô chú thì già, đừng có gì đâu. Riêng làm sứ cô kiểm tra như vậy, có còn phải cho con như vậy, thì là nó không bị tập. Thế nhưng mà sứ tốt hay là gốm tốt?
sứ thì là sứ thì thực ra nếu mà để về mỹ nghệ thì mỗi cái nó có một cái vẻ đẹp riêng, nhưng còn nếu mà để mà nói về đấy thì cái phần sứ nó rất là nhiệt độ nung cao hơn, cái đất của nó khác. Gốm là từ đất đỏ, và sứ là đất trắng. Gốm nó nung nhiệt thấp khoảng tầm 700-800, sứ nó lên khoảng tầm 1,300. Chèn là cô do chặt 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 chẽ, cô nhà cô nhiều bìa lắm, cái chèn bìa là nhà cô nhiều bìa. Anh còn lấy thêm xé thêm bìa ra đấy, cái chèn cho cô. Mà cho đi từ trên kia xuống đây hơn 100 cây hay 200, gần 150 đâu nữa. Bây giờ cầm thẳng thẳng xưởng ra ở đây luôn đấy à? Đó xe là xe của xưởng luôn. Xe ở nhà luôn. Ông cái vải này lóc như nào nhỉ? Cái đấy cái ông bốc mộ ông ấy làm thoải mái mà, người ta làm mà. Không, nhưng mà có quan nhiều người ở nhà quê ta cũng biết xử lý ấy. Có chứ. Như nếu mà bọn cô mà để dán ở đấy là ghim thẳng vào ấy này luôn đúng không? Phải đi tương tại sao? Để ngoài như này thì về chính con cháu của mình làm nó cảm giác sẽ được tiếp cận. Đây. Không phải với căn nhà cô cũng chưa xem, cô sợ là dán ở dưới nó bị nứt nát thì không kiểm tra được, thế chứ có bổ để rơi ngoài. Chính nhân cái này nhân như mình về mình tự làm được thì là ok, là về để đâu thì để chị đúng rồi đâm đấy. Rồi, đúng rồi. Cô ta lau xong rồi cô mới cho vào thì nó sạch sẽ. Cô chỉ gặp vào như vậy thôi, đơn giản thôi. Đây cho luôn vào đây, cho luôn. Cái giấy bên đây còn nhiều. Nó nhỏ chiếc. À thì bây giờ công nghệ nó không như ngày xưa. Ngày xưa thì nó hay lừa đảo trên mạng. Bây giờ thì bỏ cái cửa ra thì nước mặt cứ người ta thì ngoài là linh tinh. Thế xong là cô ấy bảo là thôi cứ cất, chứ người ta mua thiện chí mua, ta cứ xem ta mua. Tôi cứ trở về đây làm sao phải tổ chức thì sau là cái gì? Ra là một vấn đề như này, ví dụ như cái này nếu bọn cháu chuyển được tốt mà không chuyển được thì phải đi xe ấy. Dạ vâng. Đã có rất nhiều trường hợp, ví dụ khách hàng đến tận nơi gọi điện thì cũng không được. Người ta thay đổi ý định, người ta lấy thì người ta thông báo mình. Đấy. Bọn cháu thuê xe, xe này mỗi lần chuyển tốn tiền ít thì đâu. Lúc gọi điện khách không nghe. Bỏ cái đấy ra, cái đấy có cái đấy rất sức. Thì là mất cả công tiền vận chuyển mà công tiền tính chuyển như chuyển lại là vỡ. Cái này nó là cái này, cái cách là sơn à? Nhũ vàng. Sơn nhũ vàng. Đúng không? Đúng rồi. Tháng 11 cái nào? Tháng 11 cái nào? Lúc nào được đúng nước? Đúng đấy, phải mua đấy. Nhiều người là người ta ví dụ mới có mua này về cô đo xong là cô xê bẻ. Dạ. Người ta mua gấp thì lúc nó bất tiện cho mình lắm. Gặp gặp bạn ở bên phía trước thì cái bằng mạ vàng ấy chắc là đắt mấy chục. Nói chung là cái gì mà dính đến vàng thì vàng bây giờ tám giờ hơn 8,4 triệu rồi. Mà yên tâm đi, đừng phải lo, đừng đi rồi đừng sợ, lắp những cái bay đựng lên. Lót cả người đi vào đấy, lót cả người đi thêm. Đi bên này quá đấy. Sao? Thoải mái. Bên trong nó rỗng rồi. Cái này là nó sẽ để ăn vào cái này. Hai cái xíu vào với nhau, khi mình vào nhau. Anh thì quá. Rồi, lấy cái quên rồi. Xong lấy băng dính dán vào. Tóc rõ năng cư về đó. Ừ. Ừ. Thế hả? Ôi trời ơi mà. Ai mà bé mà sò vãi cua đâu giữ đấy. Bác quý bé mà ai mà sò vãi cua đâu giữ đấy. Đúng thế. À theo bác quý không
Thì cái đóng chặt lại chứ. Cái đóng chặt là dán lên. Rồi. Cân. Đấy. Hai anh em khỏe mới về được. Rồi. Cảm ơn chú nhé. Chú chỉ là lựa chọn qua mạng thôi. Cảm ơn chú rất nhiều. Ok.